Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích được tư vấn và trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy và Tâm Linh Việt. Quý vị thân mến, năm vừa qua chính là thời điểm không mấy may mắn đối với tuổi Bính Tý. Vậy nên qua việc xem tử vi tháng 7 cho những người tuổi Bính Tý sinh năm 1996 sẽ giúp tất cả quý vị có được cái nhìn tổng quát về vận hạn của mình trong tháng 7 này, để từ đó có thể đưa ra cho mình những kế hoạch hành động chính xác và đầy đủ nhất. Thưa quý vị, trong cuộc đời thì đôi khi những chuyện đó là nó không được theo ý của mình, đúng không ạ? Nhưng không phải vì thế mà mình mất đi động lực trong cuộc sống này. Bởi vì thất bại hay khó khăn chỉ là những thử thách của cuộc sống giúp chúng ta lớn lên, trưởng thành hơn và hoàn thiện hơn. Vậy nên quý vị gia chủ tuổi Bính Tý đừng vì quá khứ đau buồn mà quên đi tương lai tốt đẹp đang chờ đón mình. Qua phần luận giải về tử vi tuổi Bính Tý sinh năm 1996 trong tháng 7 âm lịch sẽ giúp cho tất cả quý vị chúng ta có thể thay đổi vận mệnh, có thể có được bước đi đúng đắn trong tương lai. Đồng thời qua phần luận giải này, thầy Gia Cát cũng sẽ chỉ rõ cho quý vị về cách hóa giải vận hạn đơn giản nhất giúp tất cả quý vị có được cuộc sống may mắn, tài lộc. Và sau đây sẽ là nội dung chi tiết tử vi tuổi Bính Tý sinh năm 1996 trong tháng 7 âm lịch. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Bính Tý sinh năm 1996 trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Tuổi Bính Tý là những người thuộc mệnh thủy. Trong cuộc sống, họ chịu nhiều phen lao đao vất vả, tuổi thơ gặp nhiều khó khăn và thiếu thốn. Nhưng tới trung vận, mọi sự sẽ dần thay đổi, giúp họ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ là những người có tài ngoại giao, linh hoạt trong xử lý mọi tình huống. Tuy nhiên, trong các mối quan hệ bạn bè, họ lại hầu như không có bạn chí cốt bởi họ khó hòa hợp với bạn bè. Do đó, người sinh năm 1996 có thể có nhiều mối bạn làm ăn cùng chí lớn, nhưng về phương diện bạn bè tâm giao thì hầu như không có. Khi hành động, những người này có phần bảo thủ, cứng nhắc, không dám đi ngược dòng chảy mà luôn thuận theo xu hướng. Đây cũng chính là điểm thể hiện khả năng tính toán và cơ trí, cảnh giác hơn người của họ, giúp vận thế của họ tuy không có nhiều nổi bật nhưng vẫn phát triển khá tốt đẹp. Tuy nhiên, quá cẩn trọng trong mọi việc khiến họ thà chịu cô đơn chứ không muốn mạo hiểm. Trong công việc, dù là cấp trên hay đồng nghiệp hay cấp dưới đều có mối quan hệ khá tốt với những người này. Họ có khả năng vận dụng mối quan hệ xã hội rất tốt, nhờ thế mà công việc suôn sẻ thuận lợi. Tử vi của những người tuổi Bính Tý rất nhiều khởi sắc đáng mừng trong tháng này, không chỉ công việc suôn sẻ mà đời sống tình cảm gia đình cũng rất hạnh phúc. Các khí hỗ trợ mạnh đường công danh, gia chủ sẽ có những cơ hội nhất định trong sự nghiệp, có thể được quý nhân phù trợ mà dễ dàng thành công, thăng tiến. Có điều cần nhớ, thành hay bại vẫn phải dựa vào bản thân là chủ yếu. Các bạn còn độc thân, hãy được đào hoa chiếu mệnh, có thể gặp được đối tượng phù hợp về mọi mặt. Chỉ cần bạn đầu tư công sức nhiều hơn là sẽ có một cái kết viên mãn. Một điều cần nhắc nhở người tuổi này là nên chú ý thói quen chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày. Bạn cần cân bằng thu chi, mua sắm hợp lý và tránh đầu tư một cách mù quáng. Những thói quen xấu về tiền bạc cần phải thay đổi càng sớm càng tốt, kẻo thất thu rất nhanh. Xét về thiên can, Bính Dương Hỏa gặp Mậu Dương Thổ nên gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Bính Tý nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Theo tử vi tháng 7 âm lịch, sự nghiệp của gia chủ Bính Tý nhìn chung trong hung có cát, bản mệnh dễ gặp được quý nhân, nhờ thế mà mọi sự liên quan đến công việc đều khá thuận lợi suôn sẻ. Bạn sẽ có những bước đột phá nhất định và có được những cơ hội tốt trong sự nghiệp. Điều này sẽ có lợi cho hợp tác dự án, lập kế hoạch tiếp thị, hợp tác kinh doanh và cải thiện hiệu suất. Được nhiều các tinh chủ về công danh hỗ trợ, tuổi Bính Tý có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp hoặc khởi nghiệp thành công. Nhưng cần tỉnh táo để nhận ra đâu là cơ hội phù hợp với mình, chứ không phải ôm đồm tất cả mọi thứ để rồi cuối cùng không làm được việc nào đến nơi đến chốn. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần phải hăng hái tích cực, tinh thần phấn đấu hời hợt sẽ khiến bạn dễ dàng để tuột mất cơ hội. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Bính Tý để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc.
Xem tử vi cho thấy, mặc dù tài lộc của gia chủ có xu hướng tăng nhưng không quá nhiều, ít cơ hội mang tính đột phá mạnh mẽ. Nhìn chung, năm vượng vận quý nhân, bạn được nhiều người giúp đỡ, gặt hái không ít thành quả, thu về lợi nhuận tương xứng. Bạn có thể nhận được một số cơ hội trong các dự án bất động sản, nhưng cần phải tự mình tính toán và nỗ lực, hoặc có thể sử dụng mối quan hệ anh em, bạn bè để đạt được lợi ích. Sau khi đã đạt được thành quả khả quan, đừng quên phân chia lợi ích sao cho thỏa đáng để vừa lòng tất cả mọi người và còn có những lần hợp tác sau này cùng nhau. Đại hao hung tinh nhập mệnh, con giáp này dường như đang kiếm tiền quá dễ dàng nên không mấy trân trọng công sức. Bạn dễ dàng thỏa mãn bản thân bằng việc mua sắm những thứ mình thích, vung tay quá chán. Trong tháng cũng có nhiều chuyện phát sinh khiến cho bản mệnh bắt buộc phải chi tiền. Tuổi Bính Tý, nếu không biết cân đo, đong đếm, tiết kiệm đề phòng, khi cấp bách thì tiền vào túi rồi lại đi ra, có kiếm được nhiều hơn cũng cháy túi. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, con giáp này sẽ không phải gặp những nguy hiểm và tổn thương lớn về mặt sức khỏe trong năm nay. Một số tình trạng khó chịu mãn tính có thể thuyên giảm nhờ điều chỉnh thói quen sinh hoạt. Các quý vị gia chủ Bính Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Bính Tý. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo, gia chủ có vận đào hoa khá rực rỡ trong tháng này. Người độc thân dễ có cơ hội kết duyên với người khác phái trong những dịp tụ tập. Ban đầu chỉ là những tương tác rất nhẹ nhàng, nhưng dần dà cả hai nhận ra mình có nhiều đề tài chung để có thể trò chuyện cùng với đối phương. Thiện cảm tăng lên dần, cơ hội thành đôi cũng lớn hơn. Đặc biệt, có người sẽ dễ gặp được người điềm đạm, suy nghĩ thực tế, luôn biết quan tâm đến người khác. Sự bao dung, tài trí hơn người ở đối phương khiến bạn có ấn tượng tốt. Nhưng năm mệnh sẽ phải cố gắng thể hiện và chủ động tạo cơ hội cho chính mình thì mới mong có được đột phá trong mối quan hệ. Tình cảm của các cặp đôi khá bình ổn, đôi lứa vợ chồng khăng khít bên nhau, cùng nhau chia sẻ ngọt bùi. Tuy vẫn có những lúc tranh cãi, nhưng cả hai đều biết cách điều hòa mâu thuẫn, không để bất đồng trở nên gay gắt, hủy hoại tình cảm. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm đại dịch thổ, tháng Thân lục hợp tỵ tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Đối với những người tuổi Bính Tý trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 12 tháng 7 năm 2022, tức ngày 9 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp giáp ngọ, có nạp âm thiên thượng hỏa. Ngày âm lịch ngày 24 tháng 7 năm 2022, tức ngày 21 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Bính Ngọ, có nạp âm Thiên Hà Thủy. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Bính Tý trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022, ngày âm lịch ngày 7 tháng 7 năm 2022, tức ngày 4 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Kỷ Sửu, có nạp âm Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch ngày 19 tháng 7 năm 2022, tức ngày 16 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Tân Sửu, có nạp âm Bích Thượng Thổ. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi.
Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Bính Tý trong tháng 7 âm lịch này. Hy vọng thông qua những kiến thức này, quý vị sẽ có được những hành trang vững chắc để bước vào tháng 7 âm lịch với rất nhiều thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn chính là để thử thách chúng ta lớn lên. Vậy nên quý vị cũng đừng quá bi quan vào cuộc sống này. Hãy vững vàng tiến lên và hoàn thành sứ mệnh của mình, tất cả quý vị nhé. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin mến chào và hẹn gặp lại.